Quy xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Quy nhé Và tiếp tục series cập nhật giá xe Hyundai trong tháng 4 dương lịch luôn nha cô chú anh chị Và mẫu xe ngày hôm nay Quy cập nhật giá bán đến quý cô chú anh chị đó là Hyundai Palisade à, Xe sản xuất năm 2024 nha Thì Hyundai Palisade phân phối tại thị trường Việt Nam bao gồm 4 phiên bản nha Là Palisade Exclusive bản 7 ghế Palisade Exclusive bản 6 ghế Palisade bản Rated 7 ghế Và Palisade bản Rated 6 ghế nha rồi, để biết xem coi Palisade trong tháng à, tư dương lịch này nó có mức khuyến mãi như thế nào và à, có chi phí lăn bánh ra sao thì cô chú anh chị theo dõi hết video ngày hôm nay luôn nhé bước vào phần đầu tiên của video ngày hôm nay thì quy sẽ gửi cô chú anh chị về giá bán khuyến mãi giá lăn bánh mới nhất của Hyundai Palisade phiên bản nghiệp đu siêu bạn 7 ghế nha hiện tại đối với phiên bản này thì bên quy có xe sẵn giao ngay luôn nha phiên bản à, 7 ghế màu đen nha cô chú anh chị giá niêm yết của xe trong tháng tư dương lịch này là 1 tỷ 469 triệu nha hiện tại thì bên quy áp dụng gói khuyến mãi đối với Palisade uh, Exclusive phiên bản 7 ghế á, là hỗ trợ chức bạ hoặc là giảm tiền mặt trực tiếp vào giá xe nha các anh chị. Giá lăn bánh tiền mặt của Palisade Exclusive phiên bản 7 ghế tại Cần Thơ, các tỉnh miền Tây và thị trường tỉnh nói chung đã bao gồm bảo hiểm thân xe 1 năm luôn á thì nó rơi khoảng là 1 tỷ 593 triệu nha các anh chị. Còn giá lăn bánh tiền mặt của Hyundai Palisade Exclusive bản 7 ghế ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh á nó rơi vào khoảng là 1 tỷ 612 triệu nha cô chính chị thì giá lăn bánh này cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe một năm trong đó cho cô chính chị luôn nhé nếu mà cô chính chị ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây mua set Exclusive phiên bản 7 ghế thông quanh thức trả góp á hiện tại đấu phiên bản này bên quy liên kết với ngân hàng cho vay tối đa là 80 phần trăm cho chị xe cô chính chị chỉ cần trả trước là 20 cộng với phần chi phí lăn bánh ra biển số thì đâu đó cô chính chị chuẩn bị cho quy khoảng 420 triệu nha đây là chi phí lăn bánh trả trước đối với các chính trị ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây nha. Thời gian vay thì quy tổng tính thời gian vay tối đa là 8 năm tương đương với 96 tháng nha. Thì tháng đầu tiên của chính trị góp đối với Palisade Exclusive bản 7 ghế là 19 triệu. Lãi suất cũng dẫn theo dư nợ giảm dần về sau cho nhà mình luôn nha các chính trị. Rồi phiên bản tiếp theo đó là Hyundai Palisade Exclusive phiên bản 6 ghế nha các chính trị. Hiện tại đối với Palisade Exclusive phiên bản 6 ghế á, giá này miết của xe trong tháng 4 dương lịch này là 1 tỷ 479 triệu nha các chính trị thì đối với phiên bản này bên quy cũng áp dụng gói khuyến mãi là hỗ trợ chức bà hoặc là giảm tiền mặt trực tiếp vào xe nha. giá xe nhé giá lăn bánh tiền mặt của Palisade Exclusive phiên bản 6 ghế lăn bánh tại Cần Thơ các tỉnh miền Tây và thị trường tỉnh nói chung đã bao gồm bảo hiểm thân xe 1 năm luôn á thì nó rơi khoảng là 1 tỷ 603 triệu nha cô chính chị còn giá lăn bánh của Palisade Exclusive phiên bản 6 ghế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh á thì nó rơi vào khoảng là 1 tỷ 622 triệu nha cô chính chị cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe trong đó cho cô chính chị luôn nhé nếu mà có chính trị ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây mua Baliset Lucy phiên bản 6 ghế thông ban thức trả góp á, hiện tại đối với phiên bản này bên Quy cũng liên kết với ngân hàng cho vai tối đa là 80% giá trị xe. Cô chính trị chỉ cần trả trước là 20% giá trị xe thôi. Cộng với phần chi phí lăn bánh ra biển số thì đâu đó có chính trị chuẩn bị cho Quy số tiền trả trước là 423 triệu nha. Thời gian vay thì Quy tạm tính thời gian vay tối đa là 8 năm tương đương với 96 tháng nha. Thì tháng đầu tiên của chính trị góp đối với Baliset Lucy phiên bản 6 ghế á là 19 triệu 500 000 và lãi suất cũng theo dư nợ giảm dần về sau cho nhà mình luôn nha cô chú anh chị. Rồi, đối với phiên bản cao hơn thì Baliset cũng có hai phiên bản nha. Thì đầu tiên quy sẽ gửi quý cô chú anh chị đó là Baliset phiên bản Rated bản 7 ghế nha cô chú anh chị. Thì Baliset phiên bản Rated bản 7 ghế có giá niêm yết tại lý đại lý Hyundai Tedo Cần Thơ của quy trong tháng tư dương lịch này là 1 tỷ 559 triệu nha. Hiện tại đối với phiên bản này bên quy cũng hỗ trợ trước bạ hoặc là giảm tiền mặt trực tiếp vào giá xe nha cô chú anh chị cứ lựa chọn cái gói khuyến mãi rồi quy sẽ báo mức chi phí uh, chi tiết để cô chú anh chị tham khảo luôn nha giá lăn bánh tiền mặt của ba bản Red 7 bảy ghế lăn bánh tại cần thơ các tỉnh miền tây Thì trần tỉnh nói chung đã bao gồm bảo hiểm thân xe một năm trong đó cho nhà mình luôn thì nó rơi khoảng là 1 tỷ sáu triệu nha cô chú anh chị còn giá lăn bánh tiền mặt của ba phiên bản rét tiệt bản bảy ghế ở hà nội và thành phố hồ chí minh á, thì nó đâu khoảng là 1 tỷ 713 triệu nha cô chính trị thì giá lăn bánh này cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe một năm trong đó cho cô chính trị luôn nhé đối với cô chính trị ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây nếu mà mua xe Baliset phiên bản Rated bản 7 ghế thông quanh thức trả góp á hiện tại đối với phiên bản này bên quy hỗ trợ uh, liên kết với ngân hàng cho vay tối đa là 80 phần giá trị xe cô chính trị chỉ cần trả trước cho quy là 20 phần giá trị xe thôi cộng với phần chi phí lăn bánh ra biển số á, thì đâu đó cô chính trị chuẩn bị cho quy số tiền trả trước là khoảng 448 triệu nha Thời gian vay thì quy cũng tạm tính thời gian vay tối đa là 8 năm tương đương với 96 tháng nha. Thì tháng đầu tiên của chú anh chị góp đối với Palisade phiên bản Rated bản 7 ghế á, là 20 triệu 500 000 và lãi suất theo dư nợ giảm dần về sau cho nhà mình luôn nha cô anh chị. Rồi phiên bản à, cao cấp nhất của Hyundai Palisade phân phối tại trường Việt Nam hiện tại đó là Palisade phiên bản Rated bản 6 ghế nha cô chú anh chị. Thì đối với phiên bản này, giá niêm yết của xe trong tháng 4 dương lịch này là 1 tỷ 589 triệu nha. Hiện tại thì đối với phiên bản Baliset sáu ghế thì hiện tại bên quy cũng áp dụng gói khuyến mãi là giảm tiền mặt hoặc hỗ trợ trước bạ nha thì cô chính trị muốn biết à, cái hỗ trợ bao nhiêu thì cô chính trị có liên hệ trực tiếp với quy nhé giá lăn bánh tiền mặt của Hyundai Palisade phiên bản rất tịch à, bản 6 ghế lăn bánh tại Cần Thơ các tỉnh miền Tây thì trường tỉnh nói chung đã bao gồm bảo hiểm thân xe một năm luôn á thì rơi khoảng là 1 tỷ 726 triệu nha cô chính trị còn giá lăn bánh của Hyundai Palisade phiên bản rất tịch bản sáu ghế lăn bánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh á thì nó rơi vào khoảng là 1 tỷ 745 triệu nha cô chính chị thì giá lăn bánh này cũng đã bao gồm bảo hiểm thân xe một năm trong đó cho cô chính chị luôn nhé đối với cô chính chị ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây thì trường tỉnh nói chung nếu mà mua Hyundai Palisade phiên bản Rated bản 6 ghế thông qua hành thức trả góp á thì đối với phiên bản này bên quy liên kết với ngân hàng à, cho vay tối đa là 80 phần giá trị xe cô chính chị chỉ cần chuẩn bị trả trước là 20 phần giá trị xe thôi cộng với phần chi phí lăn bánh ra biển số á, thì đâu đó cô chính chị chuẩn bị cho quy số tiền trả trước là 457 triệu nha thì 457 triệu này đối với cô chính chị ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây nha thời gian vay thì quy cũng tạm tính thời gian vay tối đa là 8 năm tương đương với 96 tháng nha cô chính chị thì tháng đầu tiên cô chính chị góp đối với Hyundai Palisade phiên bản rất tịch bản 6 ghế á, là 20 triệu 900 000 và lãi suất cũng theo dư nợ giống dần về sau cho nhà mình luôn nha cô chính chị rồi thì vừa rồi quy cũng đã cập nhật đến cô chính chị về giá bán phiên mãi gia lăng bánh mới nhất của Hyundai Palisade 4 phiên bản nha. Bao gồm Palisade Exclusive bản 7 ghế, Palisade Exclusive bản 6 ghế Bali set phiên bản rất tịch bản 7 ghế và Bali set bản rất tịch bản 6 ghế luôn nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị cần hỗ trợ tư vấn kỹ hơn gì về mẫu xe này hoặc là cần tham khảo cái gói khuyến mãi chi tiết hơn thì cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Quy nhé. Số điện thoại Quy có để góc trái màn hình màu đỏ à, 0981323080 nha cô chú anh chị. Rồi ngoài ra khi cô chú anh chị mua xe Bali à, set trong tháng 4 dương lịch này để chào mừng đại lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 á thì bên Huy còn hỗ trợ tặng cho cô chính chị là gói bảo dưỡng à, 2 năm nha thì à, gói bảo dưỡng này nó sẽ như thế nào thì cô chính chị cứ liên hệ trực tiếp với quy đi thì quy sẽ hỗ trợ à, thông tin chi tiết đến cô chú anh chị để cô chính chị tham khảo luôn nha ngoài ra còn nhiều quà tặng trang bị theo xe nữa và gói quà tặng có thể là gói quà tặng tiêu chuẩn hoặc là gói tặng, quà tặng cao cấp tùy theo cái à, phiên bản của Hyundai Palisade thì bên quy sẽ áp dụng gói quà tặng cho cô chính chị luôn nha thì gói quà tặng đó để biết coi gói quà tặng tiêu chuẩn nó bao gồm những món gì và gói quà tặng cao cấp đó bao gồm những món gì thì cô chính trị cũng liên hệ với quy, quy sẽ hỗ trợ báo chi tiết nhất cho đây cô chính trị tham khảo nha rồi về phần hồ sơ vay thì quy sẽ thông tin đến cô chính trị là mình có thể chuẩn bị trước được những loại giấy tờ hồ sơ nào mình chuẩn bị trước tại nhà trong video ngày hôm nay luôn nhé. rồi đầu tiên của chính trị chuẩn bị cho quy là căn cứ công dân mới có mã qr code của chính mình nếu mà đã đăng ký kết hôn á thì cung cấp cho quy của vợ và chồng luôn nha. rồi tiếp theo á, là cô chính trị chuẩn bị cho quy là giấy kết hôn. còn nếu mình độc thân á thì cô chính trị ra ủy ban dân xã phường nơi mình đăng ký hộ khẩu thường chú á, cô chính trị xin cho quy là giấy xác nhận độc thân nha rồi tiếp theo thì cô chính trị chuẩn bị cho quy là cái giấy xác nhận cư trú. À, nếu mà cô chính trị đã có định danh cấp độ 2 á, thì cô chính trị chỉ cần là đăng nhập vào cái định danh cấp độ 2 trên ứng dụng vneid của mình á, thì trong cái phần mà thông tin cư trú nó sẽ có một cái địa chỉ thường trú. cô chính trị chỉ cần chụp cái màn hình đó thôi, cô chính trị gửi quy để quy cung cấp cái địa chỉ trong cái thông tin cư trú của mình cho ngân hàng cho chính xác nha và à, quy sức hóa đơn cho cái địa chỉ trên hóa đơn nó khớp với địa chỉ của, ở thường trú của mình luôn nha cô chính chị. Rồi, nếu mà cô anh chị còn sử dụng căn cước 12 số cũ hoặc là cô anh chị còn sử dụng chứng minh nhân chính số cũ chưa chuyển đổi căn cước dân mới ấy, mà còn hạn sử dụng thì cô anh chị cũng cấp cũng cung cấp cho quy hai loại giấy tờ đó nha. Rồi, nếu mà mình sử dụng hai loại giấy tờ đó thì mình ra công an xã phường nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú á, cô chú anh chị xin thêm cho quy là cái giấy thông báo mã số định danh nha. Rồi, đó là những loại giấy tờ về nhân thân mình có thể chuẩn bị trước tại nhà cho quy nha. Ngoài ra có một số ngân hàng yêu cầu chúng ta là chứng minh cái nguồn thu nhập á, thì cô chính chị có thể chuẩn bị trước cho quy luôn nè là hợp đồng lao động nè hoặc là sau kê lương 6 tháng gần nhất nè hoặc là giấy phép kinh doanh nè rồi hoặc là hóa đơn đầu vào hóa đơn đầu ra nè hoặc là sổ sách chứng từ ghi lại những cái công việc kinh doanh của mình sức hàng hóa như nhập hàng hóa đó thì những giờ giấy tờ đó là để chứng minh thu nhập nha thì có một số ngân hàng yêu cầu thôi rồi cô chú anh chị muốn qua ngân hàng không không cần chứng minh thu nhập á, thì bình quy vẫn có luôn nha cô chú anh chị rồi à, về phần hồ sơ vay thì để À, rõ hơn để chi tiết hơn thì cô chính chị cứ liên hệ trực tiếp với quy nha thì quy sẽ tư vấn kỹ nhất về phần hồ sơ vay để cô chính chị biết được mình có thể chuẩn bị trước được những loại giấy tờ hồ sơ nào luôn nha cô chính chị rồi à, về phần bảo hành xe thì uh, Hyundai Palisade cũng như các model xe khác bên Hyundai của quy như là i10, Accent, Elantra nè, Venue, Rita nè, Charger X nè, rồi uh, Túc xanh nè, rồi Santa Fe nè, Kertin, nè, hoặc là mẫu xe điện Amplify nè thì tất cả đều có thời gian bảo hành là 5 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện đến trước luôn nha cô chính trị Thì thời gian bảo hành của xe Hyundai có thể nói là dài và nhiều trong văn khúc Để cô chính trị, để quý khách hàng có thể yên tâm sử dụng dòng sản phẩm bên Hyundai của Quy luôn nha Rồi, thì vừa rồi Quy cũng đã cập nhật đến cô chính trị về giá bán, về phiên mãi nè Về giá lăn bánh mới nhất của Hyundai Palisade 4 phiên bản nha thì cô chú anh chị cần quy hỗ trợ tư vấn kỹ hơn gì về mẫu xe này hoặc là cần quy uh, cung cấp những thông tin về phiến mãi uh, chi tiết hơn thì cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp với quy và kết bạn Zalo qua số điện thoại 0981 nha. Số điện thoại quy có để góc trái màn hình màu đỏ nha các anh chị. Rồi, nếu mà các anh chị cần quy làm những video về giá xe hoặc là về giới thiệu xe của model xe nào bên Hyundai của quy thì cô anh chị cứ uh, để lại thông tin phía dưới phần bình luận nha. Khi mà có thời gian rảnh á quy sẽ ra những video phục vụ cho nhu cầu của quý cô chú quý anh chị luôn nha. Rồi, à, nếu mà cô chú anh chị thấy video ngày hôm nay có thông tin hữu ích cho mình và hay thì cho Quy xin một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để Quy có động lực ra những video tiếp theo phục vụ cho nhu cầu của quý cô chú, của quý anh chị luôn nha. Rồi, xin hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo nhé.